Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, với những diễn biến của dịch bệnh COVID-19 phức tạp như hiện nay, đặc biệt là tại nhiều địa phương, số ca mắc đã tăng nhanh chóng lên đến hàng ngàn ca mỗi ngày. Điều này bắt buộc các địa phương phải có chiến lược trong việc đảm bảo phân tầng, phân tuyến điều trị bệnh nhân F0 phù hợp, tránh tình trạng quá tải không cần thiết, nhất là khi có tới hơn 80% F0 thường không có biểu hiện triệu chứng hoặc bị nhẹ, thì việc để F0 điều trị tại nhà và các trạm y tế cơ sở đã được các địa phương tích cực triển khai. Đây cũng là biện pháp cấp bách cần phải được nhân rộng. Tuy nhiên, khi để các F0 điều trị tại nhà, việc theo dõi sát sao tình trạng của người bệnh cũng như đảm bảo sẵn sàng các phương án cấp cứu điều trị, đặc biệt là việc người bệnh cần phải được tiếp cận sớm nhất các gói thuốc điều trị là điều vô cùng cần thiết. Chưa kể đến việc môi trường cách ly, điều trị cũng phải được đảm bảo theo đúng quy định, nếu không thì hệ quả ngược lại là điều khó tránh khỏi. Và để có một cái nhìn khách quan hơn về vấn đề này, cũng như làm thế nào để đảm bảo an toàn cho việc điều trị F0 tại nhà, chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay sự có mặt của bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, là Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và trước khi bước vào cuộc trò chuyện này, chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi phóng sự sau đây được ghi nhận bởi các phóng viên. Phú Thọ, một trong những địa phương đầu tiên của miền Bắc trong đợt dịch này, thực hiện điều trị F0 tại nhà khi số ca mắc tăng cao gần 2 tháng qua. Và hiện tại Hà Nội cũng đang bắt đầu áp dụng. Việc điều trị F0 tại nhà đã giúp các cơ sở y tế tập trung điều trị cho F0 nặng, phải có sự hỗ trợ từ máy móc. Bên cạnh đó, giúp bệnh nhân không phải chịu áp lực quá tải, đặc biệt là tinh thần thoải mái hơn. Trước đó, việc này đã được áp dụng hiệu quả tại thành phố Hồ Chí Minh với các bệnh nhân không có triệu chứng hoặc nhẹ. Tuy nhiên, có một thực tế tồn tại hiện nay ở một số địa phương, đó là việc giám sát F0 tại nhà chưa thực sự chặt chẽ. Đây cũng là lý do khiến số ca tử vong tăng trở lại sau khi đã giảm sâu tại các điểm nóng dịch bệnh. Đi kiểm tra một vài địa phương ấy, thì không phân loại được, hỏi xem là tình trạng bệnh nhân ở trong cái khu vực của mình quản lý có bao nhiêu ca như vậy, thì có bao nhiêu ca có nguy cơ, bao nhiêu ca có nguy cơ rất cao, thì các đồng chí cũng không phân loại được. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một cái địa phương như vậy. Muốn quản lý điều trị F0 tại nhà thật tốt, rồi muốn làm sao để con số tử vong nó giảm, thì ngay từ đầu là chúng ta phải triển khai cái phân loại bệnh nhân thật là kỹ lưỡng, thật là chắc chắn. Rồi từ đó chúng ta chuyển những cái ca nào mà nguy cơ rất cao, trong cái bảng phân loại nó có rất rõ là khi nào vào trong hồi sức, khi nào vào trong bệnh viện. Hướng dẫn của Bộ Y tế quy định rất rõ, các F0, F1 cách ly tại nhà phải thực hiện đúng theo điều kiện quy định. Chính quyền địa phương và y tế phải chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát chặt chẽ. Đặc biệt là việc phân loại, phân luồng bệnh nhân hợp lý. Đây được cho là yếu tố tiên quyết để đảm bảo các F0 được kiểm soát diễn biến tình hình và phát hiện sớm biến chuyển nặng, kịp thời cấp cứu, giảm tử vong. Phải rà soát tiếp tục đối với tất cả những cái vấn đề về cái năng lực hồi sức, cơ sở, đặc biệt là oxy, và bắt buộc chúng ta phải triển khai như cái thời gian trước đây. Thế và tiếp tục làm sao để tăng cái lực lượng về cái hồi sức. Chúng tôi đã yêu cầu đối với các bệnh viện vào đánh giá, kiểm tra xem lại toàn bộ tất cả những cái vấn đề có liên quan đến hồi sức, có liên quan đến điều trị. Nếu như thiếu nhân lực thì các đồng chí điều nhân lực, nếu cần thiết thành lập trung tâm hồi sức ở đấy các đồng chí thành lập. Nghiên cứu gần đây của Bộ Y tế cho thấy nguy cơ lây nhiễm cho một cá thể trong hộ gia đình có F0 nhẹ từ 11 đến 19%. Với điều kiện nhà ở của Việt Nam có diện tích nhỏ, ít phòng khép kín, gia đình thường 4 đến 5 người thì nguy cơ này có thể lên tới trên 20%. Như vậy, khi điều trị F0 tại nhà, ngoài việc giám sát bệnh nhân chặt chẽ thì cần phải có hệ thống y tế cơ sở vững chắc để tất cả bệnh nhân phải được tiếp cận điều trị sớm nhất. Hoàn thiện cái quy trình điều trị tại nhà, hướng dẫn động viên, nhưng đặc biệt như thuốc vừa nãy tôi nói. Nhưng muốn điều trị tại nhà mà không chết thì ngoài ba cái điều ra phải có một cơ chế giám sát y tế tới từng bệnh nhân. Rất khó không được để ai ở nhà mà không được có địa chỉ thăm khám từ sẵn. Mà tôi nói các ông chị ở nhà thì nó tốt ở cái chỗ dinh dưỡng, tinh thần, không quá tải, không nhiễm trùng. Nhưng mà nó bị một cái là nếu không có người hướng dẫn thường xuyên, bản thân ông không lường được cái lúc mà nó chuyển, cái gọi là chuyển giai đoạn, không kịp. Hiện nhiều địa phương đã áp dụng thí điểm cho F0 triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng điều trị tại nhà. Điều này giúp giảm tải cho các cơ sở thu dung điều trị các ca nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, để F0 điều trị tại nhà có hiệu quả, cần phải theo dõi, giám sát chặt và tiếp cận điều trị sớm, chuẩn bị một hệ thống y tế cơ sở đảm bảo. Bởi nếu để F0 tự theo dõi hoặc không thực hiện đúng quy trình điều trị, thì giải pháp này sẽ không có tác dụng
thậm chí trở thành nguy cơ rất lớn để dịch bùng phát trở lại. Và khi đó, việc gia tăng bệnh nặng và tử vong rất dễ xảy ra. Vâng, thưa quý vị, còn tại Hà Nội, với số lượng ca mắc COVID-19 liên tục tăng cao trong những ngày gần đây, đáng nói có những thời điểm dẫn đầu cả nước về số ca mắc trong một ngày lên đến là hơn 1.650 ca. Với khoảng 80% bệnh nhân không có triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ, hiện Hà Nội khẩn trương phân tầng bệnh nhân để giảm gánh nặng cho ngành y tế. Đối với tuyến cơ sở tại tầng 1, thì các địa phương không chỉ triển khai việc điều trị F0 tại nhà, mà còn điều trị tại cả các cơ sở thu dung cấp quận, huyện và chuẩn bị sẵn sàng cho số lượng F0 tăng cao nhằm tránh bị động. Ghi nhận của chúng tôi tại quận Thanh Xuân. Là một trong những bệnh nhân F0 đầu tiên của quận Thanh Xuân được điều trị tại nhà, chị Dung cảm thấy tâm lý thoải mái và khỏe mạnh. Với thuận lợi 3 trong số 5 F0 trong gia đình là bác sĩ, công việc tự chăm sóc sức khỏe cho nhau cũng diễn ra thuận lợi và sát sao hơn. Dù vậy, gia đình chị Dung vẫn luôn kết hợp chặt chẽ với y tế địa phương để diễn biến sức khỏe của cả nhà luôn được theo dõi. Công tác theo dõi điều trị tại nhà và chăm sóc F0 gia đình mình qua điện thoại, Zalo này hoặc là những trang mạng các thứ thông tin ấy, thì cập nhật thường xuyên cho mình thấy rất là hiệu quả. Thì cái mô hình chăm sóc toàn diện tại nhà đối với F0 mình thấy hoàn toàn là yên tâm. Theo ngành y tế quận Thanh Xuân, 11 phường đều đã rà soát cơ sở vật chất của người dân và việc điều trị F0 chỉ thực hiện khi các gia đình có đủ điều kiện về sức khỏe, cơ sở vật chất và thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn của ngành y tế. Từ ngày 10 tháng 12, các phường trong quận đẩy nhanh quá trình phân loại để tạo điều kiện cho F0 cách ly tại nhà và hiện có 23 F0 đang được điều trị tại nhà với sự giám sát hỗ trợ 24/24 giờ từ chính quyền, y tế và các lực lượng hỗ trợ như tổ COVID cộng đồng. Tới đây trong cái trường hợp chúng ta triển khai cái quản lý F0 tại nhà thì mỗi trường hợp F0 sẽ có một cái app riêng và hàng ngày F0 sẽ có cái khai báo và cái cập nhật cái thông tin tình hình sức khỏe mình trên cái phần mềm đó, và khi cần hỗ trợ y tế thì cán bộ y tế đã có cái thông tin để mà có cái hướng dẫn trực tiếp cho người dân. Đến thời điểm này, Thanh Xuân là quận thứ 3 có số ca nhiễm với số lượng trên 1.000, chỉ sau quận Hoàng Mai và Đống Đa với trên 1.200 ca nhiễm. Sau điểm dịch tại Thanh Xuân Trung, với số ca dự báo tiếp tục tăng cao trong diễn biến chung của thành phố, quận đã chủ động chuẩn bị khu thu dung thứ 2 để có thể điều trị các F0 không có điều kiện điều trị tại nhà. Khu vực này dự kiến có công suất thu dung và điều trị cho khoảng 180-200 giường, hiện đã sẵn sàng và có thể đưa vào vận hành ngay khi thu dung và điều trị F0 tại bệnh viện than khoáng sản lấp đầy. Chúng tôi thì cũng đang tập trung để lắp đặt các cái trang thiết bị cần thiết để trong vòng 1-2 ngày tới, khi tình hình diễn biến dịch nó để có những cái tình huống nhiều cái những ca F0 hơn thì có thể đảm bảo cái việc thu dung những cái trường hợp F0 thể nhẹ không triệu chứng đến cái khu tập trung của quận. Thực hiện chủ trương thích ứng và linh hoạt, việc phân tầng điều trị, đặc biệt là phương châm 4 tại chỗ trong điều trị F0 tại cơ sở, hiện đang giúp giảm áp lực lên hệ thống y tế cao tầng hơn và tạo tâm lý thoải mái cho người bệnh. Vâng, chúng ta vừa theo dõi một ghi nhận do các phóng viên của chúng tôi thực hiện về cái việc là chúng ta điều trị F0 tại nhà. Thưa bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, ông đánh giá như thế nào về chiến lược thực hiện của chúng ta hiện nay là điều trị F0 tại nhà? Tôi nghĩ rằng cái chiến lược điều trị F0 tại nhà là chiến lược mà chúng ta bắt buộc phải thực hiện trong cái điều kiện mà dịch bệnh nó đã lan rộng và nó lưu hành trong cộng đồng hiện nay. Không biết là các địa phương hiện nay thì thực hiện cái chiến lược này như thế nào thưa ông? Tôi nghĩ rằng mỗi một địa phương đều có một cái nguồn lực nhất định và có một cái chiến lược nhất định để đảm bảo được cái việc điều trị. Trong đó thì điều trị F0 tại nhà là một trong những chiến lược đó. Thế thì cái đó là các cái hướng dẫn của Bộ Y tế đã rất là rõ ràng rồi. Những trường hợp nào có thể áp dụng được F0 tại nhà, những trường hợp nào mà bắt buộc phải điều trị tại bệnh viện. Thế và như chúng ta đã biết là cái việc điều trị F0 tại nhà thì chúng ta phải đối mặt với cái nguy cơ là bệnh nhân có thể là dẫn gây cái lây nhiễm chéo trong gia đình và nó làm gia tăng cái số lượng bệnh nhân. Thế cho nên là các cái địa phương sẽ lựa chọn cái thời điểm và cái địa điểm cụ thể nhất để chúng ta tổ chức cái việc điều trị F0 tại nhà một cách rộng rãi hay là hạn chế. Được biết thì trong cái đợt dịch COVID-19 lần thứ tư, trong cái làn sóng lần thứ tư vừa qua thì tại thành phố Hồ Chí Minh thì rõ ràng là khi mà dịch bệnh bùng phát thì y tế cơ sở cũng đã phát huy được vai trò trong việc là điều trị các F0 tại nhà. Vậy thì theo bác sĩ, để mà các F0 điều trị tại nhà thì chúng ta phải cần có những cái điều kiện như thế nào? Vâng, tôi nghĩ rằng cái thứ nhất là cái mục đích của chúng ta là điều trị F0 tại nhà là để giảm tải cho bệnh viện.
Vì vậy cho nên là cái điều kiện tiên quyết số 1 là người ta phải không gây lây nhiễm ra một cách mạnh mẽ ở cái khu vực người ta điều trị không tại nhà, thì chúng ta mới thực hiện được cái nhiệm vụ là giảm tải cho bệnh viện và giảm tải cho hệ thống y tế. Thế cho nên là cái điều kiện số 1 phải là gì, là cái cơ sở hạ tầng cũng như là cái sự tuân thủ cách ly của cái đối tượng mà chúng ta điều trị không tại nhà phải tốt, để đủ đảm bảo rằng nó cái người điều trị F0 tại nhà ấy không gây cái lây nhiễm rộng rãi ở cái khu vực người ta được điều trị. Thứ hai là chúng ta phải đảm bảo được tốt cái việc là kiểm soát cái diễn biến bệnh của cái người điều trị tại nhà ấy rất tốt, để đảm bảo rằng khi người ta có cái dấu hiệu chuyển sang giai đoạn nặng thì chúng ta phải đưa đến các cơ sở điều trị một cách kịp thời. Và thứ ba là khi người ta điều trị tại nhà là người ta bị phong tỏa trong nhà người ta, cho nên là chính quyền địa phương, các cái ban ngành đoàn thể là phải đảm bảo tốt cái việc là cung ứng hậu cần cho người ta, đảm bảo nó cung cấp lương thực, thực phẩm và các cái nhu yếu phẩm cần thiết cho người ta, để người ta có thể yên tâm điều trị tại nhà được. Vâng ạ, bên cạnh cái việc là để giảm tải cái áp lực cho các cơ sở như y tế như là ông vừa đề cập, thì không biết là việc điều trị F0 tại nhà nó sẽ còn mang lại những cái lợi ích như thế nào về phía cho người bệnh và về phía các cơ sở y tế hiện nay ạ? Thực ra mà nói thì như chúng ta đã biết là 80% số bệnh nhân là diễn biến nhẹ hoặc là không có triệu chứng. Có nghĩa là gì? Khi người ta mới phát bệnh là 100% họ có diễn biến, có các cái dấu hiệu rất nhẹ hoặc là không có dấu hiệu triệu chứng gì. Thế và sau đó thì sau khoảng một tuần thì có 20% sẽ diễn biến nặng lên, còn 80% là họ khỏe, hồi phục. Thế cho nên nếu như chúng ta điều trị tất cả tập trung tại bệnh viện thì chúng ta sẽ gọi là gì? Chúng ta sẽ tập trung 80% số người không cần thiết ở trong bệnh viện. Tuy nhiên là nếu mà điều trị tại nhà thì nếu chúng ta không làm tốt thì chúng ta sẽ bỏ lọt cái 20% diễn biến nặng kia, và có thể là trong số đó có nhiều người sẽ có những cái diễn biến xấu. Hiện nay thì chúng ta cũng đã có những cái quy định cụ thể trong việc là điều trị F0 tại nhà rồi. Thế nhưng mà không biết là việc các địa phương hiện nay có triển khai đúng theo những cái quy định cụ thể này hay chưa? Bởi vì chúng tôi vẫn thấy là có những cái phản ánh gần đây cho thấy là các F0 vẫn còn có cái tình trạng bị bỏ rơi, thưa ông. Vâng, tôi nghĩ rằng cái đó là cái mà các sở y tế, các cái chính quyền địa phương phải giám sát rất chặt chẽ cái việc tuân thủ các cái hướng dẫn về điều trị F0 tại nhà. Cũng như là người bệnh cũng phải phối hợp rất là chặt chẽ đối với y tế địa phương để đảm bảo được cái việc điều trị F0 tại nhà có hiệu quả. Vâng ạ, nếu mà điều trị F0 tại nhà mà có một cái sự lơ là cũng như là buông lỏng thì chắc chắn sẽ để lại hậu quả rất là lớn, đặc biệt là trong cái thời kỳ mà Covid-19 vừa qua, làn sóng dịch bệnh bùng phát lần thứ tư tại thành phố Hồ Chí Minh đó, thì nhiều người cho rằng là khi mà số ca tử vong tăng cao là do cái công tác điều trị F0 tại nhà có phần buông lỏng. Ông nghĩ sao về câu chuyện như, này? Như chúng ta đã biết là cái việc điều trị F0 tại nhà ấy, thì nó sẽ làm giảm tải cho cái việc là bệnh nhân nhập viện. Tuy nhiên là nếu như mà cái việc giám sát cách ly của họ không tốt hoặc là thực hiện cách ly của họ không tốt thì họ sẽ làm lây nhiễm rộng rãi hơn và lại làm trầm trọng thêm cái tình trạng quá tải số bệnh nhân bị mắc cũng như số bệnh nhân nặng. Thì đấy là cái hiệu ứng ngược nếu như chúng ta kiểm soát về cách ly không tốt. Thứ hai là như chúng ta đã biết là tất cả các bệnh nhân khi bị mắc Covid-19 thì người ta đều có các cái triệu chứng nhẹ và không triệu chứng. Thế và khoảng chừng là gì, chỉ có 20% là sau 7 đến 10 ngày là diễn biến nặng lên. Cho nên là cái nhóm đó mà cái nhóm 20% đó mà chúng ta không phát hiện được kịp thời, chúng ta không xử lý kịp thời thì chúng ta sẽ có nguy cơ là có rất là nhiều bệnh nhân sẽ có cái diễn biến xấu và thậm chí có thể dẫn đến tử vong nếu như đến bệnh viện muộn. Dạ vâng ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây thì chúng ta thấy là số ca mắc Covid-19 ở thủ đô Hà Nội cũng đã tăng cao liên tục. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta thấy là số F0 điều trị tại nhà và các điểm thu dung tập trung cũng trở nên quá tải. Và điều này cũng đã khiến cho hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là các trạm y tế cơ sở của địa phương ra, đang chịu những áp lực vô cùng lớn mà trước đây chưa từng phải đối mặt. Mặc dù nỗ lực làm việc không kể ngày đêm, nhưng do nguồn nhân lực vẫn còn hạn chế, trong khi số F0 lớn, đội ngũ y tế đang gặp vô vàn khó khăn để đảm bảo an toàn cho người bệnh Covid-19 điều trị tại nhà. Đây là một trong khoảng 1.000 cuộc gọi mà chị Hà và các nhân viên của trạm y tế phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa nhận được mỗi ngày. Vốn đã chuẩn bị các phương án xử lý dịch, thế nhưng khi số ca tăng nhanh từ tháng 10, họ rơi vào thế bị động, lúng túng vì phải làm lượng hồ sơ thủ tục lớn, không kịp xác minh nhiều trường hợp F0 hay F1. Ngoài ra, nhân lực tại phường khá mỏng, chỉ có 8 nhân viên y tế trên địa bàn có hơn 40.000 dân.
là phường có nguy cơ dịch bệnh cao nhất tại thủ đô. Không chỉ có đường dây nóng mà cả điện thoại cá nhân cũng reo chuông cả ngày. Ngày nào cũng làm việc từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ. Và buổi trưa không có giờ nghỉ trưa bởi vì điện thoại liên tục, nghe điện thoại đến ù cả tai luôn. Theo quy định, mỗi trạm y tế chỉ có 8 nhân viên. Với hơn 300 F0 và gần 200 F1 đang điều trị và cách ly tại nhà, lực lượng y tế không thể chăm sóc hết số lượng này. Đó là chưa nói tới việc họ còn phải đi xét nghiệm, phát thuốc hay điều tra hồ sơ dịch tễ. Để giảm tải cho trạm y tế, quận Đống Đa đã điều động chị Thảo là nhân viên y tế của trường tiểu học Phương Liên để hỗ trợ công việc tại đây, nhưng vẫn trong tình trạng quá tải. Nhiều khi gia đình bảo là thôi đi làm công nhân, thứ nhất là đi nó còn có giờ giấc nghỉ, xong là còn có về tối về còn con cái này nọ. Chứ đi như này đi suốt bên biệt xong là cũng chả đả động gì đến con cái chăm sóc con được cả. Mà chế độ lương thì nó rất là thấp. Còn đây là trường hợp cư dân sống tại chung cư HH3A, Linh Đàm, quận Hoàng Mai. Gia đình có 4 người nhiễm COVID-19. Nhưng 5 ngày sau, kể từ khi phát hiện, vẫn chưa được đưa đi cách ly hoặc có biện pháp xử lý khác trong phòng chống dịch. Có nhiều lý do dẫn tới gia đình F0 này bị bỏ quên. Nhưng lãnh đạo phường thừa nhận có một nguyên nhân là lực lượng y tế và chính quyền sở tại quá mỏng, không đủ để xử lý các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm COVID. Là phường có số lượng dân cư đông nhất tại Hà Nội với 9 vạn người, tức là gấp 3 lần dân số trung bình của các phường khác, Hoàng Liệt đã rơi vào tình trạng lúng túng và bị động. Lực lượng y tế của phường, rồi các cái lực lượng ở cộng đồng hiện nay rất mỏng và cần phải tăng cường. Chúng tôi cũng nêu một ý kiến là giờ thời điểm chúng ta khác, đó là cái việc thích ứng linh hoạt an toàn thì các cái lực lượng tình nguyện viên, hỗ trợ viên, người ta cũng phải thích ứng linh hoạt an toàn, chứ người ta không thể nào là ở nhà và chỉ có chuyên môn là đi tình nguyện đi phòng chống dịch với phường. Đến nay, quận Hoàng Mai có hơn 400 F0 đủ điều kiện điều trị tại nhà. Theo quy định, tất cả những trường hợp này đều được theo dõi hàng ngày qua điện thoại và cán bộ y tế sẽ đến tận nhà để thăm khám sức khỏe khi có triệu chứng nặng hơn. Bên cạnh đó, còn nhiều công việc khác đang phải đảm nhận, trong khi mỗi trạm y tế chỉ có từ 8 đến 10 nhân lực, khiến họ đang phải gồng mình làm việc gấp 4 đến 5 lần so với thông thường. Mình sẽ phải hướng dẫn họ là từ cả những sinh hoạt đến các cái chất thải, ví dụ như chất thải sinh hoạt này hay là rác thải y tế này, để gọn vào cái túi thì mình sẽ thu gom đi. Trên cơ sở cái nguồn lực hiện có và huy động nguồn lực của địa phương để mà làm sao đáp ứng được cái nhiệm vụ ở trước mắt cũng như trong thời gian tới, chúng tôi điều động và huy động cán bộ y tế ở các phòng khám đa khoa của các chuyên khoa để phục vụ cho các việc từ lấy mẫu rồi làm xét nghiệm đến điều tra. Hiện Hà Nội có gần 600 trạm y tế xã phường thị trấn, mỗi trạm chỉ có tối đa 10 người, chủ yếu là nữ giới, thực hiện theo dõi quản lý sức khỏe tối đa của 13.000 đến 15.000 dân. Tỷ lệ này mới đáp ứng khoảng 30% trong điều kiện bình thường. Đó là chưa kể từ khi có dịch bệnh nguy hiểm như COVID-19. Với số ca dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới, gánh nặng sẽ tiếp tục đè nặng lên vai tuyến y tế cơ sở. Còn tại Hải Phòng, một trong những địa phương có số ca mắc cũng đang tăng cao trong thời gian gần đây. Để đảm bảo thích ứng linh hoạt cũng như là giảm tải cho hệ thống y tế, địa phương này cũng đang yêu cầu đẩy nhanh tiến độ trong việc thành lập hàng trăm trạm y tế lưu động để hỗ trợ theo dõi điều trị F0 tại nhà ở tất cả các xã phường thị trấn. Phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, một trong những điểm nóng dịch bệnh COVID-19 thời gian qua, ghi nhận hơn 150 ca mắc. Trong số này, có khoảng 1/3 là F0 đủ điều kiện theo dõi tại nhà. Chính vì thế, địa phương đã gấp rút thành lập không chỉ một mà tới 2 trạm y tế lưu động và đưa ngay vào hoạt động. Quân số của trạm là 5 trên 5 và chúng tôi trực 24 trên 24. Có vấn đề về sức khỏe của các F0 tại nhà, cần hỗ trợ gì thì chúng tôi sẽ sẵn sàng có mặt kịp thời và cấp phát thuốc đầy đủ. Quận Hồng Bàng và huyện Tiên Lãng là hai địa bàn có diễn biến dịch gia tăng nhanh, nên tại các xã phường thuộc vùng đỏ có nơi lập từ 2 đến 3 trạm y tế lưu động để kịp thời hỗ trợ các F0 điều trị tại nhà. Phương tiện đi lại tới từng nhà F0, bình oxy, thuốc men, vật tư thiết yếu phòng chống dịch đều được địa phương chuẩn bị đầy đủ.
thì hàng ngày chúng ta phải trực nhận điện thoại để theo xem tình trạng từng F01 như thế nào. Còn đối với những F0 mà không thấy gọi điện đến báo cáo hàng ngày thì mình phải gọi điện lại cho F0 hỏi tình trạng. Còn nếu như mà không thấy người ta trả lời thì mình phải đến tận nhà xem tình trạng của người ta như thế nào. Thì chúng tôi sẽ sàng lọc những trường hợp F0. Ví dụ như theo quy định là điều trị F0 tại nhà thì đối tượng từ 1 đến 50 tuổi và không có bệnh lý nền, tiêm đủ 2 mũi vaccine. Thế chúng tôi sẽ sàng lọc những trường hợp mà ngoài những cái tiêu chí đấy thì chúng tôi sẽ điều trị, thu dung về điều trị tại khu điều trị F0 có trung tâm. Còn những trường hợp mà đủ điều kiện cách ly tại nhà, chúng tôi sẽ chỉ đạo trạm y tế lưu động tiếp. Với tinh thần khẩn trương, chỉ trong thời gian ngắn, toàn thành phố Hải Phòng đã thành lập xong 226 trạm y tế lưu động và sẵn sàng đi vào hoạt động. Các trạm y tế lưu động đã kích hoạt, hiện đã hỗ trợ cho khoảng gần 400 F0 theo dõi điều trị tại nhà, trong tổng số hơn 2.000 ca mắc COVID-19 được ghi nhận tại địa phương trong thời gian qua. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, có một thực tế hiện nay là rất nhiều trạm y tế ở Hà Nội đang bị quá tải vì cái số lượng F0 đã gia tăng một cách nhanh chóng trong những ngày vừa qua. Vậy thì theo ông là các bác sĩ triển khai việc điều trị F0 ở Hà Nội có gặp những cái khó khăn hay là những cái vướng mắc như thế nào không? Vâng, tôi nghĩ là cái khó khăn lớn nhất của chúng ta là cái nhân lực của chúng ta nó chỉ được thiết kế cho đủ để hoạt động trong điều kiện bình thường. Cho nên khi mà trong cái điều kiện đại dịch thì chúng ta sẽ thiếu nhân lực. Và ngay cả khi chúng ta thành lập cái lực lượng gọi là các cái trạm y tế lưu động ấy thì cũng không phải là lấy từ lực lượng dự trữ mà lấy từ cái lực lượng cố định của trạm y tế cố định ra. Cho nên nó khi mà chúng ta có thêm được cái trạm y tế lưu động thì chúng ta lại bị hụt đi về trạm y tế cố định, và điều đó nó sẽ dẫn đến là cái khả năng đáp ứng nó cũng không được gia tăng nhiều. Không chỉ có cái trạm y tế đâu mà chúng tôi được biết là hiện nay các bệnh viện điều trị cho cái bệnh nhân ở tầng F2 cũng đang gặp phải cái tình trạng quá tải tương tự, khi mà họ cũng đã phải tiếp nhận cái số lượng bệnh nhân quá lớn đến mắc COVID-19 mà không có triệu chứng. Vậy thì theo ông là nguyên nhân của vấn đề này là như thế nào và làm sao để chúng ta giải tỏa được cái áp lực này cho các bệnh viện điều trị tầng 2 ạ? Thực ra mà nói thì cái đáp ứng chung của tất cả các nước trên thế giới nó đều là gì? Là chúng ta chung sống cùng với COVID. Lúc nào mà chúng ta mạnh hơn COVID thì chúng ta có được cuộc sống bình thường. Còn lúc nào chúng ta yếu hơn COVID thì chúng ta phải thay đổi. Ví dụ như những nước có cái nền y tế rất là tốt và dân số rất là ít như Hà Lan thì dịp vừa rồi đã phải triển khai là gì? Là thắt chặt lại cái giãn cách xã hội. Thế cho nên là nếu như trong cái trường hợp mà cái hệ thống y tế chúng ta còn có thể đáp ứng được, chúng ta còn có thể huy động được các lực lượng dự trữ để hỗ trợ thì chúng ta vẫn duy trì một cái cuộc sống bình thường như thế này và chúng ta vẫn đảm bảo được các cái sản xuất, các kinh doanh bình thường. Còn khi mà nó vượt quá cái khả năng bù trừ của chúng ta thì rõ ràng là chúng ta phải thực hiện những cái biện pháp để làm giảm cái tốc độ lây lan đi. Có một cái thực tế hiện nay là việc mà cấp phát thuốc cho các F0 điều trị tại nhà thì là việc làm này sẽ do các cái trạm y tế lưu động thực hiện. Thế nhưng mà cái lực lượng mà để thành lập nên những cái trạm y tế lưu động này thì lại lấy lực lượng từ các cái trạm y tế cơ sở. Và điều này nó đã dẫn đến cái hệ quả là luôn trong cái tình trạng quá tải về nguồn nhân lực. Vậy theo ông thì ông có ý kiến như thế nào về vấn đề này ạ? Tôi nghĩ rằng để mà tăng được cái khả năng đáp ứng của y tế cơ sở thì nó phải có qua hai cách. Thứ nhất là chúng ta phải đẩy mạnh hơn các cái biện pháp công nghệ. Ví dụ như là thay vì là một nhân viên y tế một ngày phải tiếp nhận đến vài trăm cuộc gọi hoặc là phải gọi đi hỏi tình hình của vài trăm bệnh nhân thì nên chăng chúng ta có những biện pháp công nghệ nào đấy để cho người bệnh có thể hỗ trợ cho cái việc người ta tự khai báo, người ta tự kết nối và các cái tổng đài, các cái gọi là gì, cơ sở phân tích các cái dữ liệu của bệnh nhân cung cấp về thì có thể nó có được những cái cảnh báo sớm những cái trường hợp mà cần phải hỗ trợ ngay. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là chúng ta cũng phải huy động thêm các cái lực lượng hỗ trợ. Ví dụ như là nếu như cái việc đi phát thuốc tại nhà cho bệnh nhân ấy, thì chúng ta có thể sử dụng các cái lực lượng gọi là tình nguyện viên khác, chứ không nhất thiết là phải rút của nhân viên y tế ra khi mà người ta cũng phải làm quá nhiều việc khác. Và thứ ba là tôi nghĩ rằng còn một cái lực lượng nữa là những các cái thầy thuốc
mà nghỉ hưu, những người là thầy thuốc tư nhân có thể tham gia tình nguyện vào cái công việc này, có thể là trực tiếp đi đến khám xét, thăm khám bệnh nhân, hoặc là có thể là ở đến các cái trạm y tế hoặc là ở nhà trực điện thoại và hỗ trợ tư vấn từ xa cho các bệnh nhân. Thì tôi nghĩ đấy cũng là một cách để chúng ta có thể nâng cao được tăng cường được cái nhân lực. Thế và một cái điều quan trọng nữa của cái việc là không chỉ là trạm y tế lưu động đâu, mà là hệ thống y tế lưu động ở chỗ là gì? Là chúng ta dành một phần nhân lực ra để làm cái lực lượng lưu động. Lực lượng lưu động có cái vai trò gì? Chỗ nào mà bùng phát quá lớn mà cần phải hỗ trợ thì chúng ta rút bớt cái lực lượng lưu động ở những chỗ còn tương đối nhẹ sang để hỗ trợ cho những nơi quá nóng. Thì đấy nó cũng giống như là cái việc là chúng ta có một cái lực lượng để sẵn sàng san sẻ cho điều động đến những nơi quá nóng. Thì cái khả năng đáp ứng chung của cả hệ thống nó sẽ mạnh lên. Mặc dù là chúng ta chia sẻ là việc điều trị F0 tại nhà cũng mang lại nhiều cái lợi ích cũng như là giảm tải được áp lực cho ngành y tế. Thế nhưng cũng cần phải có một cái thực tế chúng ta nhìn nhận là hiện nay cái việc điều trị F0 tại nhà nhiều người cho rằng vẫn còn những cái lỗ hổng. Và nếu như mà chúng ta không kiểm soát được những cái lỗ hổng này thì sẽ để lại những cái hậu quả vô cùng nặng nề, như là vừa qua thành phố Hồ Chí Minh thì cái tốc độ lây lan cũng khá là lớn cũng như là tỷ lệ tử vong cao. Vậy thì thưa ông có ý kiến gì về cái câu chuyện này ạ? Tôi nghĩ rằng phải nói một cách đúng đắn ra là trong thời gian vừa qua trong thành phố Hồ Chí Minh là tỷ lệ tử vong đã giảm rất nhiều so với những giai đoạn trước. Rõ ràng là nó có hai cái vấn đề. Một là gì? Chúng ta đã phủ được vaccine cho nên cái tỷ lệ diễn biến nặng thấp đi. Và thứ hai là cái năng lực đáp ứng điều trị của hệ thống y tế chung là nó cũng đã cao lên rất nhiều nếu so với những giai đoạn trước. Thế thì cũng tương tự như vậy, ở Hà Nội thì mặc dù nó cái số lượng bệnh nhân bây giờ nhiễm rất là lớn, nhưng mà cái số lượng các ca tử vong thì cũng không, nếu mà so với những cái giai đoạn trước ở khu vực miền Đông, miền Tây hoặc là thành phố Hồ Chí Minh thì là thấp hơn rất nhiều. Thế thì đấy cũng là một cái mà chúng ta cũng phải nhìn nhận rõ ràng là gì, là cái khả năng đáp ứng của chúng ta đã đáp ứng được với một cái cường độ dịch cao hơn, với cái mức độ bệnh nhân nhiều hơn. Hiện nay thì chúng ta thấy là không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà nhiều địa phương khác cũng lần lượt là những cái địa phương điểm nóng về dịch bệnh, khi mà số ca mắc mới trong ngày luôn ở top đầu, như là tại Cần Thơ hay là Hà Nội. Thì trong những ngày vừa qua chúng ta thấy là những địa phương này cái số bệnh nhân mắc Covid-19 mỗi ngày liên tục tăng cao. Vậy thì làm thế nào để chúng ta phân loại bệnh nhân cũng như là có thể thấy là phân tầng điều trị được thực hiện một cách đảm bảo hơn để tránh cái sự quá tải cho hệ thống y tế? Tôi nghĩ rằng thứ nhất là các cái hướng dẫn về phân loại bệnh nhân thì Bộ Y tế đã ban hành rất là rõ rồi. Tuy nhiên, những cái hướng dẫn ấy chỉ phân tầng được các cái bệnh nhân có nguy cơ cao hay nguy cơ thấp, chứ còn nó không chỉ ra được cụ thể rằng bệnh nhân nào sẽ nặng lên hoặc bệnh nhân nào sẽ nhẹ đi, mà hoàn toàn chúng ta vẫn phải theo dõi, giám sát. Cái nhóm mà nguy cơ thấp thì cái mức độ là theo dõi chúng ta có thể ít chặt chẽ hơn, nhóm mà nguy cơ cao thì chúng ta phải theo dõi chặt chẽ hơn, thậm chí phải đưa đi điều trị nội trú để mà mình kiểm soát được cái diễn biến bất thường của người ta một cách chặt chẽ hơn. Tuy nhiên là nó tùy thuộc vào cái năng lực của cái hệ thống điều trị ở cái tầng thấp nhất, tức là y tế cơ sở. Nếu như y tế cơ sở làm tốt được cái việc đó thì cái số bệnh nhân mà phải đưa đi đến bệnh viện để mà giám sát như vậy nó sẽ thấp đi. Còn nếu như y tế cơ sở không làm tốt thì thậm chí là cái số ấy nó nhiều lên, hoặc là gì, các cái bệnh nhân mà bị diễn biến nặng ở cộng đồng nó nhiều lên thì nó sẽ làm quá tải các cái tầng bên trên, tầng 2 hoặc tầng 3 chẳng hạn. Hiện nay thì tôi thấy là cái tâm lý của rất nhiều người bị mắc F0 là họ lo lắng trong cái việc là họ có thể là tiếp cận được cái nguồn thuốc điều trị. Và nhiều cái trường hợp trong thời gian vừa qua chúng ta thấy là dù là họ chưa bị F0 thì họ cũng đã chủ động đi kiếm những cái loại thuốc mà trôi nổi trên thị trường và chưa được khuyến cáo để sử dụng rồi. Vậy thì ông có cái lời khuyên như thế nào cho những người bị mắc Covid-19 cũng như là những người nào mà chúng ta đang bị một cái sự lo lắng thái quá về cái tình trạng sử dụng thuốc này được không? Vâng, chúng ta phải hiểu rất là rõ về cái bệnh Covid-19 như này. Khi mà người ta bị nhiễm bệnh, người ta bắt đầu người ta khởi phát bệnh ấy, thì 100% là nhẹ và không triệu chứng. Chỉ có sau một tuần thì một số người mới diễn biến trở thành nặng lên. Thế cho nên là những cái loại thuốc mà dùng để điều trị trong giai đoạn nặng, nếu như mà anh điều trị trong giai đoạn đầu nó không có tác dụng gì hết, thậm chí nó gây hại. Thế còn cái điểm mấu chốt là gì? Là cái giai đoạn 2, như là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói là khi bệnh nhân chuyển giai đoạn ấy, là có những bệnh nhân diễn biến nặng lên thì chúng ta phải phát hiện được kịp thời để chúng ta đưa đến cơ sở y tế kịp thời. Chứ không phải là cái giai đoạn đấy, không phải là cái giai đoạn mà các cái thuốc điều trị tại nhà có thể đảm bảo được cái việc cứu sống bệnh nhân nữa. Chính vì vậy cho nên là các cái thuốc mà chúng ta điều trị cấp phát cho bệnh nhân ban đầu ấy, thì hầu hết
ở các cái đơn vị đều là cấp phát các cái thuốc mà để điều trị các cái triệu chứng của người ta là chính đâu. Thế còn các cái thuốc mà kháng virus cấp phát sớm ấy, thì cho đến bây giờ trên thế giới các cái nghiên cứu thì nó cũng vẫn còn chưa được nhiều, và cũng một số thuốc thì cho thấy là nó có cái tác dụng tốt, nhưng một số các nghiên cứu thì cũng thấy là tác dụng của nó không được như kỳ vọng như vậy. Thế cho nên là chúng ta cũng không nên tin vào các cái lời gọi là đồn thổi trên mạng, để chúng ta bỏ rất nhiều tiền ra chúng ta mua những cái thứ thuốc mà người ta cứ đồn thổi như vậy thôi, nhưng thực tế nó không có tác dụng. Dạ, vậy là các F0 có thể là an tâm là việc tiếp cận thuốc của mình một cách sẽ dễ dàng. Và tôi nghĩ rằng cái điểm mấu chốt là chúng ta phải kết nối chặt chẽ với y tế cơ sở để chúng ta được đến bệnh viện khi mà bệnh nhân được chuyển, không may chuyển sang giai đoạn diễn biến nặng, thì điều đấy là điều có ý nghĩa nhiều hơn cả. Vâng, đây là cái điều mà tôi nghĩ là cũng rất là nhiều những cái sự thiếu sót, đặc biệt là đến từ phía các F0 của chúng ta vẫn còn thiếu cái tính kết nối với cái y tế cơ sở để có thể là thông tin kịp thời về cái tình hình dịch bệnh của mình. Xin được cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Trung Cấp rất nhiều về câu chuyện của ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi đã thực hiện việc nới lỏng, chấp nhận sống chung với dịch bệnh, nghĩa là xác định số ca F0 sẽ tăng lên trong cộng đồng. Đây là một điều khó có thể nào tránh khỏi. Tuy nhiên, việc tăng này cần phải được kiểm soát, giảm thiểu tối đa F0 chuyển nặng và tử vong. Muốn làm được điều này thì vai trò của y tế cơ sở là điều vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong việc phân tuyến, phân tầng điều trị bệnh nhân COVID-19, giám sát điều trị các F0 nhẹ, không có triệu chứng tại cộng đồng như thế nào cho hợp lý, để có thể là cấp cứu xử trí ngay được những trường hợp diễn tiến nặng. Có như vậy thì người bệnh mới có thể là yên tâm và tuân thủ việc điều trị. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn sự có mặt của bác sĩ Nguyễn Trung Cấp tại trường quay ngày hôm nay để chia sẻ những cái thông tin rất là bổ ích cho chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.